Xin kính chào quý vị, hãy cùng mình đang có mặt ở đường Trần Phú, phường 9, quận 5. Ngày xưa là đường Nguyễn Hoàng hướng về ngã 6 Cộng Hòa. Trưa ngày 1 tây tháng 2, 2018. Trời Sài Gòn đang nắng, nhiệt độ giờ khoảng 30 độ C. Đường này nổi tiếng là bán tranh, vẽ tranh nghệ thuật, nhiều gallery, phòng tranh bán khung, bán tranh để trang trí nhà cửa đó. Rồi bên trái này là đường Lê Hồng Phong, ngày xưa là bến xe, bến xe. Đây có dịch vụ vẽ tranh thuê, tức là mình thích một bức tranh nổi tiếng đó, rồi mình thuê họa sĩ đây vẽ nhái lại vậy, rồi họa sĩ lấy cái tiền công. Rồi tranh có loại tranh về chân dung, tranh phong cảnh, tranh tĩnh Phật, tranh tôn giáo. Tranh siêu tưởng, trừ tưởng, nhiều chủng loại tùy theo cái gu thưởng thức nghệ thuật của mình. Trước là ngã 6 Cộng Hòa gì, cửa phải là đường Nguyễn Văn Cừ, vô trường là Bielski. Ngày xưa đường Nguyễn Cừ là đường Cộng Hòa. Bên trái ở đây đường Nguyễn Thiện Thuật quý vị. Vừa phải đây là đường Nguyễn Đình Chiểu. Đoạn đường này một chiều vậy, nhưng mà cho xe Honda chạy ngược lên nè.
Rồi bên trái đi đường Cao Thắng. Không phải là Tam Tông Miếu gì. Xin phép quý vị theo lệ bên trái đây là đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, ngày xưa là Lê Văn Diệm. Thank you. See you. Goodbye.